cố định loa ba đường tiếng của Pure, nghe nhạc hát karaoke, mời anh em. Quý vị và các bạn, các bác cùng em vừa được cảm nhận cái chất âm của cái cấu hình loa ba đường tiếng cũ loa của Pure, nghe nhạc hát karaoke đều được. Mạch phân tần ba đường tiếng chính hãng của Gillette này, kết hợp với một cặp bass 20, cũ loa bass 20 của Pure, kết hợp với một cặp loa mid 10 bọc khử từ đường kính 11.5 và một cặp chép màng titan, chép hỏa tiễn màng titan này. Cái cấu hình loa ba đường tiếng test ở môi trường ngoài chưa có thùng kín mà chất âm như vậy, khi mà vào trong cái thùng kín thì chất âm nó được cải thiện hơn rất là nhiều anh em nhé. Cái mạch phân tần ba đường tiếng chính hãng của Gillette này, mạch này thì cũng giới thiệu cho anh em rất nhiều clip rồi. Còn mạch phân tần này anh em có thể sử dụng những bass 25-30 đều được anh em nhé, với giá cực kỳ phải chăng. Được ký hiệu cái đường input là đường vào cộng trừ âm dương này, đường cho loa bass, đường cho loa chép này, và bên cạnh này midian là đường cho loa trung, có thể thay thế độ chế vào mọi dòng loa khác nhau, tạo hai cuộn cản với những sợi đồng đơn tiết diện rất lớn, ở giữa thì có lõi sắt từ này, bên cạnh đó là trở sứ này, một con trở sứ này, và những con tụ này, hai con tụ xanh, một con tụ vàng và một con tụ đen. Đặc biệt con tụ đen này là tụ 608, tụ của Pháp. Linh kiện mà cấu thành cái mạch phân tần ba đường tiếng của Gillette này là linh kiện ngoại nhập chất lượng cao, kết hợp cùng với nó là cái cấu hình ba đường tiếng đầu tiên siêu chép của Pure, chép hỏa tiễn màng titan, super chép vocal Pure, model là P8802, trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 91 decibel, và công suất tối đa cho mỗi một củ loa này là 100W, công suất khá lớn. Đường kính vành con này là 10 phân, có hai tai đấu hai bên đánh dấu âm dương. Con này thì anh em chép hỏa tiễn màng titan, nghe nhạc hát karaoke đều được. Và kết hợp cùng với đó là một con mid 10, con mid 10 đường kính vành là 11.5, con mid 10 bọc khử từ, cái củ loa bọc khử từ Pure thì sẽ có hai mã mid 10 và mid 12. Con này là con mid 10 anh em nhé, với anh em nhìn mặt đằng trước với cái màng rất là đẹp, con mid 10 cao cấp của Pure. Pure với model là HT P8801, trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 90 decibel, và công suất tối đa của con mid 10 là 120W. Cuối cùng là một con củ loa bass, con này là củ loa bass 20 của Pure, bass 20 màng đen gần cao su, đánh rất là lực và sâu, màng vật liệu đặc biệt, màng chất lượng cao ấy. Chỉ có dòng loa cao cấp như của Pure mà có màng chất lượng cao này. Và cái thông số của củ loa để anh em, thông số của loa để anh em có thể tham khảo này. Pure với model là P8820 này, trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 91 decibel, và công suất tối đa cho mỗi một củ này là 200W, nhưng mà công suất cũng rất là lớn ấy. Giữa củ loa này thì có một lỗ thông hơi xương bằng hợp kim vô cùng chắc chắn và bền đẹp, nhện phía trong này hai cầu đấu dây loa được đánh dấu cộng trừ âm dương. Củ loa bass 20 của Pure với đường kính vành là đường kính vành lớn nhất cả vành này là 21 phân, từ là 140. Và trên đây thì Quang Minh có giới thiệu đến quý vị và các bạn, các bác cùng em cấu hình loa ba đường tiếng của Pure để nghe nhạc và hát karaoke. Đấy. Và một cặp mạch phân tần ba đường tiếng chính hãng của Gillette này chỉ có 320.000 một cặp. Có một cặp loa siêu chép hỏa tiễn màng titan P8802 là 450.000 một cặp. Và một cặp loa mid 10 đường kính 11.5 trung bọc khử từ của Pure HT P8801 này là 680.000 một cặp. Và một cặp bass 20 bằng đen của Pure công suất lên 200W
1.450.000 một cặp đó. Và cái combo 3 đường tiếng này, nghe nhạc hát karaoke đầy đủ cả mạch phân tần, bass mid treble này chỉ chưa đến 3 triệu đồng một bộ anh em nhá. Đó. Mọi thông tin quý vị và các bác cùng em có thể liên hệ với Quang Minh 0944 7373 21. Anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp cửa hàng Đống Đa hoặc là Hoàng Mai. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bác cùng em đã theo dõi video của Quang Minh. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ Quang Minh nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác cùng em trong những video clip kế tiếp.